Ờ, quý cô chú anh chị ơi, giờ chị không lo ra về ha, quý cô chú anh chị. Hả? Trời đất ơi. Ông đam mê á. Chắc là do cái hệ thống á. Chào mọi người. Chào Dương luôn nha, chào anh Hải nha. Chào anh Hải. Ủa dạ hết, cho ta lên. Chào Lê Phương, Lê Phương. 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 Mình xuống đi. Bye bye. Bye bye. Về cho số 5 đồng thì điểm luôn. Rồi, xe lên màu xe đẹp nha cô chú. Đó, quý chú chị. Ủa, chị Tư đó hả? Chụp hình với chị Tư. Thôi, quay cái xe này à. Chụp rồi, chụp rồi. Rồi, đi đi anh. Anh về đi. Rồi, rồi, rồi. Chiếc xe đây là chiếc xe của chú Du Linh nha quý cô chú anh chị, thấy không? Xe cổ á. Cái chà phẹt chưa? Đó, xe cổ. Xe 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 luôn. Rồi. Rồi. Rồi ra. Rồi. Ok. Xe này trong đây mà nó chạy thì sợ trời. Vô vô luôn á. Hôm nay cái xe sơn màu đẹp quá chú. Thay lại lớp ha. Đó, quý anh chị 1789. Ồ. 1789. Chạy ha, sơn lại rất đẹp ha. Đúng rồi, quý chú anh chị ơi. Mình cũng rất là cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video của Duy Minh. Bà con cô bác đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Quý chú anh chị. Đó, cái chương trình này gì đây? À, anh tháo cái này giùm em cái coi. Ồ, sau khi chị Hồng Loan ra về thì anh Nam đến phát đồ luôn quý cô chú anh chị ơi. Nè. Đây đồ mới nha mọi người, phải đồ cũ đâu. Cho em hai cái. Đây đồ mới luôn hay đồ cũ không? Mấy anh em tự lựa nha, một người một cái hai cái gì đó. Mình lấy đủ mặt thôi, còn chưa cho. Vé mèo quá trời luôn nha. Ồ quá vừa vé mèo đồ nít nhiều nha. Em nghĩ là chiều nay là anh Nam sẽ được gỡ gậy tốc hành. Tốc hành luôn. Đúng rồi. Cái đó là nó hệ thống nó gài tự động á. Điện thoại chỉ gửi qua Zalo anh Vũ Lưng là dễ lắm. Dễ. Là tự lý anh Vũ Lưng thấy anh gửi cái chưa hiệu quả không? Đó là toàn quần áo mới đấy, không có đây không có một cái nào cũ đấy. Dạ. Mèo. Mấy giờ cho em mặc cái mèo. Được mấy cái đồ mèo. Rồi, trời ơi, ôm. Quá trời luôn rồi ha. Mấy mèo được nhận quà quá trời luôn. Chị anh Phương cũng vô lựa luôn hả? Ờ có mà, đồ lớn mà. Có đồ lớn mà. Đồ mới mà. Đồ mới đó. Đồ mới hết. Không có một cái nào cũ. Đó cô chú chị, đây là chương trình. Đây nè, đồ anh Phương nè. À, anh Phương nè. Phương nè được. Đâu có. Cái lưng vừa không nghe, cái lưng vừa ha. Cái máy vô cổ coi. Quan trọng. Vừa không? Dạ. Ok rồi. Ok đó, lột quần tay ra, lột quần tay ra. Có đâu, nó mặc. Đây nè, ông nội. Lấy cái gì đó. Cái này vừa nè. Vừa ống mà thôi thôi thầy cha đi. Rồi. Bé mèo bữa nay là vô mánh luôn ha. Vô bánh ha. Đúng rồi. À, vài ngày nữa chú ý chở con đi ra vài con cưng mua đồ. Vài ngày nữa sắp con cưng luôn anh. Ừ, ồ ghê hả? Ra mua hàng hiệu mà. Hàng hiệu luôn hả? Ngon chứ hả anh? Bữa nữa đi. Cứ dẫn đi. Ôi ghê hả? Con mèo đi. Cái này là gì? Con chó chứ. Hai chị em con. Chị mua. Vài ngày nữa đi, gần tới Tết đi. Cha đi chứ. Mới. Rồi mai mốt là có quà kẹo bánh luôn. Cho bé mèo luôn. À đó. Bây giờ đây là mình xin cho mấy anh bé nha cô chú. Cô mấy mà bây giờ. Đấy, cái này mèo ơi, mèo, mèo, mèo ơi, mèo. Trời ơi, mèo đẹp ơi, mèo đẹp. Mai mốt chú cũng đi mua bánh cho bé mèo với bé chó luôn. Với gì con chị Hoa bé gì? Con chị Hoa là bé Thảo. Bé Thảo. Ai lấy giùm con chị Hoa không? Đi qua đâu có chó nè, có cái đầm này nè. Nhỏ quá hả? Chị Tư. Người với bé bé sớm nha. Đồ quá, nó im đó anh. Đồ này đẹp nè.
Cầm áo từ thiện luôn ha quý chú vậy. Năm giờ đổ mồ hôi luôn nghe quý của chị vậy. Giờ yên tâm chưa? Ngồi chút xíu rồi. Phương thử được cái quần à, anh khói rồi cô chú. Đó. Phải à. Vô. Quần sót, quần sót. Em chào anh Minh Nguyễn nha. Vô. Rồi. Rồi, bạn luôn, bạn luôn. Được. 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 Hiểu Levi nha, Levi nha. Hôm trước anh chuyển lên máy xe lên ở Cao Bằng rồi đó. Rồi, hôm nay em cảm ơn anh Nam nhiều nha. Nam. Rồi, rồi để như mình lựa cho mấy cái cho. Hà Giang á, Hà Giang. Cho áo vàng cho. Vậy. Để lựa cho thêm mấy cái nè. Không có, không có đồ lớn rồi. Hôm nay là đưa lên bến xe Hà Giang á, có cái nhà xe đấy là hành khách là ai nhỉ? Hiện nay trên đó là có mới chở lên một xe 5 tấn. Và cái xe đây là hàng quần áo mới, còn kia là còn hàng quần áo dùng rồi. Cái này là mình là mạnh thường quân nào hả anh? Một mình à, thì thôi về quê một mình anh tâm vợ dạ. Gia đình rồi nha, nhất cô chú mà lấy hôm qua rồi về nhà vợ như quê á. Đâu này Dương tí mặt vừa ở tí. Thiệt luôn. Nhường lại cho bà con cô bác. Lấy cái tí cho anh vui. Ờ lấy cái đi. Lấy cái vui cái phần vô em luôn á. Vô em thôi luôn á. Lấy cái đi. Lại cho anh em của mày đó mà. Lấy cái thôi. Thấy cái này là vô tí luôn á, cái quần. Này quần phụ nữ mà. Vô tí. Nam. Nữ hả? Cười đó, trời ơi. Ủa không, phải không? Bởi vì có chị có phụ nữ người ta mới nhìn vô cái quần người ta biết liền. Phụ nữ đâu ơi, cái nữ ổng nó ộp lắm. Ờ đúng rồi, ốm. Chứ cái quần. Không, ví dụ như lụa quần sọt được. Có quần sọt là được. Mai lễ chỉ tôi cũng vào. Cô chú chị. À, chị Hồng Loan vừa về thì chương trình phát quần áo từ thiện mới 100% ở một cộng đồng Phú Linh. Đây là anh Nam. Đây là tôi đi tôi mua lại tất cả những cái hàng mà các shop bán không ấy là từ thanh lý á. Thanh lý lại. Đây. Đó. Tí hả? Đó là cô chú bên chị gửi cho nó đã ha. Đó. Lâu lắm rồi mấy anh em mới được clip nhiều vậy đó. Ôm rồi. Ôi lại coi mấy mèo nè, mấy mèo được mấy bộ ngon lành luôn mấy mèo. Trời ơi. Đồ đẹp ghê ha. Đồ này mấy mèo mà mặc vô là rồi luôn á. Giờ là lắm. Giờ là bà ngoại là nhìn không ra luôn á. Nó thật sự luôn á. Rồi nè. Mấy mèo gì mặc ra là nhìn không ra luôn á. Đó. Đó cô chú được mấy bộ đây. 4-5 bộ luôn ha. Rồi, ngon rồi, cái này rồi. Tết năm nay là ba mẹ đỡ phải mua đồ rồi. Có mua quần nhỏ nữa. Mua mấy cái quần ấy. Mỗi ngày mùng là mặc một cái nha. Ủa sao mình chọn có một màu một, không chọn màu khác đó. Ờ với cái này phải được nhiều màu ha. Được nhiều màu, cái này có một màu một à. Cái này phải được nhiều màu rồi. Ngon ha anh. Chị cho mấy đứa bé. Dạ. Cứ lấy về đi rồi mình chia lại cho những mấy đứa bé mà nó có hoàn cảnh khó khăn. Đó, quý cô chú chị thì chị Hồng Loan vô về thì anh Nam anh chở một xe đồ tên tặng cho những anh em bà con nào đó, quý cô chú anh chị. Và cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn anh Nam và cảm ơn bà con cô bác ở bên nước ngoài, mạnh thường quân ở nước ngoài cũng như là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ chị Ba Bình Tinh, quý cô chú anh chị đã hỗ trợ cho mấy anh em ở mộ và cô chú bác ở trong Hoa Viên này những cái phần quà, đó là khoai lang Nhật ở Lạc ha. Bây giờ thì Duy Minh rất là cảm ơn và chúc cho anh chị cũng như là bà con cô bác cũng như chị Hồng Loan mua may bán đắt ha. Và chúc bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.